Xin chào cô bác anh chị. Thì trong cuộc sống mình rất hiểu và rất biết rằng cô bác anh chị mình luôn muốn có cho mình, mỗi người có một cái loại thức uống, một cái loại nước uống, gọi là nước trà uống đi, mà nó có thể là giúp chúng ta, giúp về sức khỏe chúng ta tốt. Ví dụ như nó có thể giúp chúng ta phòng một số bệnh ung thư ha, và nó có thể giúp chúng ta giải độc gan. Cho những người mà hay uống rượu, uống bia, và nó có thể giúp cho những người men gan cao hạ xuống đó, và nó có thể phòng được những cái bệnh ví dụ như xơ gan, rồi những cái vấn đề về bệnh gan đó. Ngoài ra loại này, loại cái cây mà hôm nay Hải chia sẻ của anh chị mình, nó còn rất là nhiều cái công dụng nữa. Ví dụ nó có thể hỗ trợ chúng ta phòng được một số bệnh ung thư, ví dụ như đại tràng, rồi gan, rất là tuyệt vời. Hỗ trợ chúng ta là phòng được cái sỏi thận, ví dụ như thận chúng ta nó có cặn thận hoặc là cặn bàng quang, thì loại này khi mà sử dụng nó thì nó sẽ đẩy ra ngoài luôn. Cặn thận và cặn bàng quang nếu chúng ta không có giải quyết nó thì sau này năm lâu ngày dài tháng thì nó sẽ kết lại thành cái viên sỏi oxalat canxi, gọi là loại oxalat canxi đó. Sỏi thận thì rất là nhiều loại đó, nhưng mà cái loại oxalat canxi này sau này nó sẽ bón vón cục lại, nó thành một cái cục sỏi thận. Thì như vậy thì sử dụng cái loại này chúng ta làm trà uống thì rất là tuyệt vời. Và tuyệt vời hơn nữa, loại này nó mọc, nếu mà chúng ta ở nhà quê á, ở đồng quê thì nó mọc lai láng ở nhà chúng ta luôn, đôi khi chúng ta bực mình đó. Nhưng nếu chúng ta biết thì chúng ta sẽ nhổ nó về và làm một cái loại trà chúng ta uống. Và đó là loại cái gì? Đây nè các anh chị. Thì đây, cô anh chị mình nhận ra đây là cái gì không ạ? Cô anh chị mình biết rồi đúng không ạ? Đây là cây chó đẻ răng cưa. Ở trong Đông Y người ta gọi nó là cây Diệp Hà Châu. Và nó còn nhiều tên khác nữa, nhưng hai tên này là phổ biến nhất. Thì tại sao mà nó tên cây chó đẻ? Thì một hồi cuối video Hải sẽ chia sẻ của anh chị mình theo cái hiểu biết của Hải, Hải đã tìm hiểu rồi. Thì chó đẻ răng cưa này theo Hải biết thì có 3 loại. Thường chúng ta chỉ biết có 2 loại đúng không? Nhưng Hải biết nó có 3 loại. Một là loại tím như thế này. Đây, loại tím đây. Hai là loại xanh như thế này. Đó, loại tím này người ta còn hay gọi là cái Diệp Hà Châu ngọt, bởi vì nó không có đắng. Loại xanh này người ta gọi là cái Diệp Hà Châu đắng. Nhưng trong cái loại xanh này nó có thêm một cái loại xanh nữa. Thì để phân biệt hai cái loại á, thì chúng ta sẽ phân biệt cái lá. Đây, có anh chị mình thấy không ạ? Cái lá này nó mọc rất là khít, nó mọc với nhau rất là khít. Còn có một loại cái lá nó mọc rất là thưa, nó mọc thưa. Đây, loại này nó rất khít nè, các anh chị mình thấy không? Nó khít với nhau. Còn có loại thưa, thì cái loại thưa đó nó không có tác dụng trị bệnh, không có tác dụng trị bệnh, nhưng nó vẫn màu xanh, nhưng không có tác dụng trị bệnh. Nhưng mà nó không có hại. Thì nên khi mà chúng ta nhổ á, thì chúng ta lựa cái loại này. Nếu lộn cái loại kia nhiều thì cái công dụng, cái tác dụng của cái cây thuốc nó sẽ không có nhiều, bởi vì cây này thì nó có tác dụng nhiều hơn, còn cây kia thì nó sẽ không có tác dụng. So với lại hai loại, loại xanh và loại tím này, thì cái loại xanh này thì người ta nói là nó sẽ trị bệnh cao hơn, loại tím này thì thấp hơn. Nhưng nếu chúng ta có hai loại chúng ta vẫn có thể trộn lộn. Nếu chúng ta kỹ thì chúng ta sẽ nhổ loại xanh không, khỏi cần nhổ cái loại tím này đó, như vậy ha. Rồi chúng ta nhổ lộn luôn cũng được, không sao hết. Đó là cách để chúng ta phân biệt và nhận thức được, nhận biết được cái cây Diệp Hà Châu màu nào và công dụng của nó. Thì bây giờ Hải sẽ chia sẻ với bác chị mình một cái cách thức làm trà uống, làm trà uống từ cái Diệp Hà Châu này. Như Hải đã chia sẻ đầu video, nó có thể phòng được những cái bệnh về gan, nó có thể hạ men gan, nó có thể phòng được những bệnh xơ gan, u gan, rồi những cái bệnh về phòng được một số cái bệnh ung thư, ví dụ như về đại tràng, về vú, về phổi đó, phòng được vấn đề bị sỏi thận. Và nếu khi mà chúng ta bị sỏi thận rồi, chúng ta sử dụng trà này thì nó bào mòn riêng cái sỏi oxalat canxi, thì nó sẽ bào mòn cho các bác chị mình, bào mòn sỏi nhỏ ra, rồi nó sẽ từ nó nhỏ đến kích thước là khoảng dưới 7 mm, thì cái đường tiết niệu chúng ta nó vừa rồi thì nó sẽ đẩy ra ngoài đó, đẩy ra ngoài, rất là tuyệt vời cho một cái loại cây như thế này. Rồi cái cách làm trà rất đơn giản thôi, cô bác anh chị mình chỉ cần bộ phận dùng là toàn thân ha. Cây này bộ phận dùng toàn thân,
tính vị của cây này là tính mát và vị đắng ha, tính mát vị đắng đó. Cho nên cuối video mình sẽ có cái lưu ý cho các chị mình nha. Sau khi đem về nguyên thân cây như thế này, của anh chị mình ngâm qua nước muối loãng, rửa nước sạch để ráo và quá mình chặt khúc như thế này, của anh chị mình phơi khô, phơi ở trong bóng râm vẫn được và phơi ngoài nắng cũng được, nói chung là phơi cho khô thôi. Còn nếu mà trời nó âm u như thế này, chúng ta có thể bỏ vào cái lò sấy ở nhiệt độ khoảng 50 độ thì chúng ta sấy cho nó khô và chúng ta sử dụng làm trà uống. Thì cách làm trà rất đơn giản, mỗi lần của anh chị mình lấy cho Hải là 10g đến 20g tương đương với một nhúm như thế này, 10 đến 20g khô vì mà châu khô. Và cô bác chú có hai cách để chúng ta sử dụng. Một là cô bác anh chị mình có thể bỏ vào một cái nồi và đổ một lít nước vào, nấu sôi từ 5 đến 10 phút và chúng ta sẽ tắt bếp và chắc lấy nước nó uống trong ngày. Thứ hai nữa là chúng ta có thể bỏ từ 10 đến 20g vào một cái ấm và chúng ta sẽ nấu một lít nước sôi, chúng ta đổ vào và chúng ta sẽ đậy nắp lại trong vòng 5 đến 10 phút sau thì cô bác anh chị mình sẽ chắc cái nước ra uống trong ngày, uống thường xuyên như vậy. Và trong nhớ là khi chúng ta uống á, thì uống 5 đến 7 ngày chúng ta sẽ ngưng 3 ngày. Từ 5 đến 7 ngày chúng ta sẽ ngưng 3 ngày nha, ngưng 3 ngày, không uống liên tục. Hoặc là 1 tháng chúng ta có thể uống 10 ngày cái trà diệp Hà Châu này, không uống liên tục nha. Đó. Thì đó là cái cách mà để chúng ta có thể sử dụng một cái loại trà rất là tuyệt vời mà ít có người để ý đến. Đó. Thì lưu ý nè, bởi vì nó có tính mát cho nên là phụ nữ có thai hoặc là trong chu kỳ kinh nguyệt chúng ta không sử dụng. Rồi người có tính vị hư hàn gọi là khó tiêu ha, rồi hay sình hơi đó, hay rối loạn tiêu hóa, hay lạnh bụng thì chúng ta không sử dụng bởi vì tính của nó là tính hàn nha. Còn khi mà chúng ta uống trà thì chúng ta nên lưu ý rằng buổi tối chúng ta không uống ha, chúng ta uống buổi sáng và buổi trưa thôi, buổi chiều, buổi tối chúng ta không có uống bởi vì tính hàn đó. Và hãy chia sẻ vì sao nó có cái tên là cây chó đẻ răng cưa. Cây chó đẻ ha, thường người ta gọi là cây chó đẻ hoặc là chó đẻ răng cưa. Theo Hải biết á, thì khi á, cái cây này á, đúng ngày xưa nó tên là cây diệp Hà Châu, nhưng á, dân gian người ta để ý á, khi mà con chó nó đẻ ra nó đau bụng, khi nó đẻ rồi á, nó hay đau bụng, thì khi nó đẻ xong rồi thì nó ra nó tìm cái cây này nè, nó ăn, nó cắn những cái đọt cái lá này nó ăn vô để cho nó bớt đau bụng đó. Thì nhân gian người ta thấy như vậy á, thì người ta đặt có tên là cây chó đẻ răng cưa. Khi mà con chó nó đẻ rồi thì nó ra nó tìm cây này nó ăn đó. Không biết cái tác dụng là nó làm cái gì, nhưng mà khi con chó đẻ xong rồi, ở quê mình mới có nha, ở thành phố thì không có đâu. Thường con chó nó đẻ xong nó đi ra ngoài đồng nó kiếm cây này nó ăn, người ta mới đặt nó cây là chó đẻ răng cưa đó. Còn cái diệp Hà Châu là cái tên là của nó, là cái tên của Đông Y, cho nên là mình kêu tên gì cũng được. Rồi, thì đó là một cái số chia sẻ của Hải về cây chó đẻ răng cưa này. Cây chó đẻ răng cưa này nó kết hợp rất là nhiều loại cây nữa, tùy theo bài thuốc, và nó có rất là nhiều bài thuốc để hỗ trợ điều trị bệnh. Hải cũng đã chia sẻ rất nhiều rồi. Hải xin khẳng định là một lần nữa, những người hay sử dụng rượu bia nhiều nên tìm cây diệp Hà Châu này để sử dụng. Để làm gì ạ? Những người thường hay sử dụng rượu bia thì thường men gan sẽ tăng. Mà men gan tăng cao, nếu chúng ta không điều trị kịp thời thì nó sẽ bị xơ gan. Xơ gan không điều trị nữa thì chuyển qua là u gan và ung thư gan. Thì từ đó chúng ta từ một cây nhỏ mà chúng ta không sử dụng nó để điều trị thì nó sẽ thành một cái lớn. Khi một cái lớn quá rồi thì chúng ta không điều trị nổi nữa thì chúng ta phải đành bỏ tay. Thì như vậy thì từ đây trở đi thì chúng ta sẽ, nếu chúng ta uống rượu bia nhiều thì chúng ta nên hạn chế và ngưng luôn, và chúng ta sử dụng cái này. Ít nhiều gì thì chúng ta cũng có bệnh thôi. Đó. Và lưu ý rằng nếu chúng ta sử dụng loại xanh này không thì nó rất là đắng. Và nếu chúng ta sử dụng chung với loại đỏ này thì nó đỡ đắng. Hãy thấy trên thị trường bây giờ người ta bán trà diệp Hà Châu túi lọc á, người ta có kết hợp với lại artiso và cây cỏ ngọt. Thì cái vị đắng của nó thì nó đỡ hơn, cho nên chúng ta uống rất là tuyệt vời. Chính Hải đây, Hải cũng đang uống và đã uống cái cây diệp Hà Châu này. Đôi khi chúng ta không cần thiết phải uống rượu bia, nhưng chúng ta ăn những cái đồ ăn, thức uống, ví dụ rau củ quả, mà hiện tại thì cái thuốc bảo vệ thực vật rất là nhiều, thì ít nhiều gì chúng ta cũng có, cái gan chúng ta nó cũng bị ảnh hưởng. Thì như vậy á, thì chúng ta cần sử dụng những cái loại cây, cỏ có thể chúng ta ăn hoặc chúng ta có thể làm trà uống để nó giải ra, để giải khỏi cơ thể chúng ta ra.
Thì về cái này thì chúng ta phải kiên trì 2-3 ngày nó không hết đâu. Ví dụ như chúng ta uống mỗi tháng 10 ngày thì uống 12 tháng đó thì nó cũng dễ hết thôi. Nhưng quan trọng là chúng ta có kiên trì hay không. Và khi mà chúng ta sử dụng để điều trị bệnh thì cái quan trọng nhất là các bác chị mình nên kiên cử những cái món ăn đã gây ra bệnh đó. Rồi thì cũng đã xong. Như vậy thì món trà Diệp Hà Châu này nó không phải như là đơn giản, nó rất là tuyệt vời. Thì Hải cũng đã chia sẻ xong của anh chị mình những cái công dụng rất tuyệt vời từ cây Diệp Hà Châu. Chúng ta chỉ sử dụng một loại cây Diệp Hà Châu thôi. Và nếu chúng ta có thể có cái, chúng ta có thể mua thêm là cây cỏ ngọt hoặc là cây artiso, cái bông artiso đó, thì chúng ta có thể mua thêm, tỷ lệ nó bằng nhau đó. Ví dụ như 20g, bình thường chúng ta sẽ lấy 20g cây Diệp Hà Châu, thì bây giờ chúng ta sẽ lấy mỗi thứ 3 thứ cộng lại thành 20g, cộng lại với nhau thì nó sẽ tốt hơn, nó sẽ mát cơ thể và giải độc cơ thể. Cái bông artiso thì các bác chị cũng biết rồi, và cái cỏ ngọt thì chắc cũng rất là rẻ thôi, không có mắc. Ba loại này cộng lại chúng ta sẽ làm một cái món trà uống rất là thơm, rất là tuyệt vời, mà đỡ đi cái vị đắng nhưng mà nó rất là tốt cho sức khỏe chúng ta đó. Bây giờ những cái loại trà mà trà xanh ở trên thị trường đó, người ta sấy khô người ta bán, mình thấy ở trên đài, ở trên tivi người ta quay những cái phóng sự, những cái người chạy theo lợi nhuận người ta bỏ thêm chất tạo màu rồi rất là nhiều cái loại chất mà nó không có tốt cho sức khỏe chúng ta. Như vậy thì chúng ta tự làm cái món trà này, nó vừa tốt sức khỏe, nó vừa trị bệnh cho chúng ta nữa, mà chúng ta yên tâm nữa, thì không ngại gì mà có anh chị mình không có tự đi lấy cái này về để chúng ta điều trị bệnh, để ra làm cái món trà uống hàng ngày rất tuyệt vời cho cả gia đình chúng ta, chứ không phải cho chúng ta. Chúng ta nên bảo vệ sức khỏe chúng ta ngay từ đầu, đừng có để mà nó suy sụp nặng rồi bảo vệ thì nó sẽ rất là trễ nải rồi đó. Rồi thì cũng đã xong, thì cuối video Hải cảm ơn các anh chị mình rất là nhiều đã luôn đồng hành và luôn ủng hộ Hải trong suốt khoảng thời gian qua. Thì Hải không biết nói gì hơn là chỉ biết đền đáp lại cái tình yêu thương của các anh chị mình gửi đến cho Hải bằng cách đi tìm những loại cây cỏ mọc quanh ta. Thì cuối video Hải xin cảm ơn các anh chị mình và chúc các anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công trong cuộc sống. Video Hải đến đây Hải xin được kết thúc. Xin chào các anh chị mình nhé.